xương rồng. Wow, nhiều xương rồng quá. Nhông ngốc tạch tạch gà. Đó, thấy nó nè. Đây nè. Đó. 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 Con gì đây? Con dây. Con coi xô giúp bà. Đây những thú thú voi đây. Mời con. Vậy chúng ta chuẩn bị vào xem cái show voi đặc sắc nhất ở đây. Đây đây biểu diễn voi rồi bạn. Chào.
nhân này và cái đại gia đình này người ta tích lũy vốn để người ta làm những cái khác, làm những vốn đầu tư gia đình khác. Các bạn thấy đây là những cái sinh rồng nở hoa nha gia đình mình. Anh ơi. Đây chúng ta đến công viên Khủng Long. Wow. Đông đẹp quá nha. Gần những cái con này nha. Trời hôm nay hơi nắng các bạn. Nhưng mà chúng ta sẽ đi gần những chú khủng long này. Đây, khủng long bảo chúa đây. Wow. Đây là hy vọng ra đây. Đây chúng ta nghe tiếng khủng long kêu à. Đó, tuyệt vời. Quá vậy. Còn bộ khủng long. Rồi chúng ta vào thôi các bạn. Quá cao.
cha. Hello. Nước ngoài mình Việt Nam sử dụng tiếng Anh, còn mình đi nước ngoài thì mình sử dụng tiếng Việt. Ra ngoài chúng ta chụp hình tiếp, ở ngoài rất là đẹp. Thì các bạn xong ra ngoài thì tự do chụp hình, thì đồng mệt thì đẹp. Các bạn thấy lúc mà tự cộng vào á, rất là đẹp ha. Chúng ta đã chụp hình thoải mái nha. Nhớ giùm em việc là ăn xong thì ra trước cổng nhà hàng ha. Lại đó đi rồi em coi giờ, em chỉ tập trung lại, em hẹn giờ và kỷ niệm thôi. Thì sau khi có hơi tập trung xong, chúng ta đi trên cờ, chúng ta vào nhận bàn của mình. Nhận bàn xong thì tự đi lấy đồ ăn, thử bút nghe nhé. Tự lấy đồ ăn, ở đây có xôi, xâm tập và gà nướng rất là ngon.